mà Mỹ nói chung cái tin này cũng không có gì mới lạ hết á, nhưng mà khẳng định là cho em biết là dựa những cái báo cáo này nọ kia đó là Mỹ đã thay thế Nga trở thành nhà xuất khẩu dầu khí lớn nhất cho châu Âu. Nó tóm lại á là châu Âu nó chuyển đổi khách hàng của nó và bản thân Nga cũng chuyển đổi đối tác, mà châu Âu á, là đối tượng nhà giàu, nó xài khí rất là nhiều, nó lạnh mà nó xài khí rất là nhiều mà nó mua khí với giá cao nữa, nên nó tóm lại thằng nào bán khí cho nó thì thơm, còn ngược lại Nga không bán được cho châu Âu thì Nga phải bán cho Trung Quốc, mà Trung Quốc mua của Nga thì Trung Quốc lại mua giảm giảm mua của Ả Rập Xê Út lại đó, giảm mua của Trung Đông lại, trade xuất sang Mỹ mới là giá trị và nâng cao quy trình sản xuất của mình mà. Đúng, em chính xác, Mỹ á, là cái thị trường ao ước của cả nhân loại chứ không phải là thị trường Trung Quốc. Nói cho đúng, thí dụ như thị trường Trung Quốc thì người ta cũng cần, tại dân đông thì trong những dân đông đó nó vẫn có những người nhà giàu thì người ta vẫn trải nghiệm về dịch vụ này nọ kia, nhưng mà cái thằng nó cần thị trường Trung Quốc khi nó ổn định thị trường bên Mỹ rồi nó mới đúng. Chứ còn bây giờ mấy bạn ở Việt Nam có một số bạn nói mà thế cái gì Trung Quốc là số 1, Trung Quốc đại đế, không có Trung Quốc đóng biên này nọ, cửa khẩu ùn ứ đồ xàm. Nếu bạn nói của đó tôi chỉ hỏi ngược câu thôi, nếu mà Mỹ đóng cửa thì sao, hậu quả nào lớn hơn, trong khi một năm á, là xuất siêu qua mà sang Mỹ là quá là tiền luôn. Nói chuyện không có kiến thức, một cái thị trường là số 1, cái thị trường là số 2. Chừng nào khi GDP của Trung Quốc lên mà một người dân được 50 ngàn thì lúc đó là sức mua của Trung Quốc may ra hơn Mỹ. VTV mới lên phóng sự tiệm bánh không đường dụ mấy bạn giảm cân, buồn cho mấy bạn không biết đến BBT. Cái bà nó mày ơi, nói chung xã hội nó có cung và có cầu thôi, tại sao nó lừa được, tại vì mấy anh kia nó làm biếng mà nó dốt vậy thôi. Tức là không đi tập gym, không làm gì lõ mà muốn đẹp, cái đó là cái gì, đó là làm biếng. Còn cái chuyện mà cái thằng nó nói như vậy mà còn nghe bằng tin được, cái đó là dốt. Thì bác Hồ đã từng nói rồi mà mấy em, giặc gì với giặc dốt muôn đời có, giặc dốt không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà nó chuyển từ hình thái này qua hình thái khác. Ngày xưa người ta định nghĩa chữ dốt là không biết viết chữ, nhưng mà ngày nay á người ta định nghĩa cái chữ dốt là khác, là một tầm cao mới rồi, là những con gà cho thiên hạ nó lùa. Hôm nay báo chí Việt Nam đặt quảng cáo sai sự thật, hàng nhái hàng giả quá trời, các doanh nghiệp chân chính cảm thấy an tâm chưa đâu ba. Ổ đập là một chuyện, cái đó phải bị xử lý hình sự chứ, bớt giỡn đi. Cái vụ giảm cân giảm béo đó, nó rần rần bao nhiêu người quảng cáo cho nó lớn lắm chứ không phải giỡn đâu. Tôi đi Mỹ mà tôi ở Việt Nam tôi không mấy cái nêu đó, tôi nói thiệt á, tôi làm doanh nghiệp tôi khóc lên khóc xuống luôn, tôi chán dã man luôn. Cái đó là phải, nói chung môi trường kinh doanh nó phải trong sạch thì doanh nghiệp nó mới có hứng nó làm, còn mà môi trường kinh doanh mà nhìn nó đít đát nhiều quá. Anh Duy cho em hỏi hạm đội tàu ngầm của Mỹ bảo kê bảo vệ du thuyền thật các anh? Đúng rồi, bây giờ em nghĩ coi cái du thuyền này mà, thứ nhất cái tiền du thuyền là nhiêu, cái tiền du thuyền là nhiêu rồi chưa kể là bao nhiêu con người trên này, bèo bèo phải là 3.000 người khách đúng không, 3.000 khách, còn còn cái ru nữa. Cái ru là cái gì ta, cái screw, cái crew anh lên đây thấy nó dùng chữ crew, cái crew mà tức là những cái người mà người ta làm việc ở trên đây nè, người ta phục vụ trên này nè, nó kêu là cái crew của em, là cái đó cũng phải hàng ngàn nữa chứ không phải giỡn đâu. Rồi không biết có FBI ngầm hay là nó nằm ở trong này không, chứ gặp nào cướp sao. Ủa giờ cũng giỡn nào em, mà đa phần mày biết không, công dân của Mỹ á, đi tới đâu là bảo vệ tới đó, mà công dân của Mỹ trong đây toàn là cỡ như cùi cùi á, thì cũng phải là cỡ tài trần trở lên, cùi cùi là cũng phải cỡ tài trần trở lên, mà trong đây nó triệu phú chắc đông như quân nguyên, đông lắm, là tài sản, tức nó tóm lại là tài sản và cái sự ảnh hưởng của những cái con người khách hàng trên du thuyền nó không hề nhỏ. Em nghĩ có nên bảo vệ không, có nên bảo vệ không, mà chưa kể tàu hàng của Mỹ nó cũng bảo vệ đó mà. Ví dụ như bây giờ quá trình nhập hàng này nọ đó, ví dụ như em đi cái đường hàng hải, tại sao thằng Mỹ nó thường xuyên nó nói gì cái đường hàng hải, tại cái đường hàng hải là cái đường mà đi ship hàng thế giới giữa những nước của Mỹ và đồng minh, mày đụng tới đường hàng hải nó quýnh mày khô máu luôn đó, chứ giỡn. Nên hải quân của Mỹ nó đã có mặt ở tất cả những đường hàng hải trên thế giới rồi, nên mày mày mua hàng của Mỹ mà không sợ cướp biển. Em đi mua hàng của Mỹ em sợ cướp biển, nhưng mà em đi mua hàng của châu Phi, ví dụ như đi đâu đó đi ngang Somali lụm mày liền, mấy cái tàu dầu rồi nó lụm luôn. Rồi xong rồi anh nói về công dân của Mỹ, mà công dân của Mỹ trong mấy cái news quốc tế nó hay nói tới chữ nhà thầu. Ví dụ như vụ gần đây mới nhất là gì à? Cái vụ gần đây mới nhất là nhà thầu nào nè? Hình như là ở bên Syria, nói chung là phiến quân mới lụm lụm Mỹ đâu mà đai một nhà thầu mà bị thương ba bốn lính gì đó. Rồi xong rồi trả đũa ông phát một bên kia đai nhiều. Đó là một vụ, biết vụ của Iran không? Vụ Iran là tướng Soleimani gì đó, cái ông tướng đó ra một cái lệnh, nói chung là bụp vô căn cứ của Mỹ, cũng một nhà thầu ra đi và những người lính vô bệnh viện, và kết quả làm sao, nói chung về Mỹ không có nhận được chứ nó đâu. Trên thế giới có dịch vụ mua thủy thủ cho một chuyến đi để phòng hờ hải tặc. Bữa em xem trên mạng thấy có con tàu cũng thuê thủy thủ Hy Lạp để tránh cướp biển, mày coi bên châu Âu hả? Sắp tới em dạy hai hai chót một tháng 12 triệu cộng thì trốn ở quê luôn, ok không anh? Không, tuổi trẻ và tài năng nha em, ở quê là cái gì thất bại, mà mày tuổi trẻ mà tài năng như mày làm tháng có 12 cộng cũng thất bại luôn đó. Tuổi trẻ và tài năng như trai á,
thì at least phải là $1,000 một month. À, có người cho rằng tụi em đi học đại học làm gì rồi sau này cũng làm thuê cho người ta là đúng hay sai sếp? Đúng, chính xác. Em học đại học thì căn bản sau này cũng đi làm thuê thôi, nhưng mà em không đại học thì em làm báo, thì em cứ chọn lựa đi. Mong anh Duy đặt chân đến Jerusalem, đó cũng hơi ghê này. Cái gì, cái mảnh đất đó nó thấy nhiều phe phái đập lộn quá, cũng hơi ớn. Mà cẩn thận xả súng anh Duy, khủng mẹ xả súng trên du thuyền má mới nghe luôn. Nói chung mẹ đừng có ám ảnh chuyện xả súng nhiều quá mày ơi. Người ta đã thống kê rồi, xả súng bên Mỹ nó tỷ lệ nó thấp hơn túng là độc đắc nữa mà. Cuộc sống mà nó có này có kia, có chơi có chịu thôi chứ biết sao giờ, không biết nói gì luôn. Thì mình sống làm sao cho nó cẩn thận, sống cho nó an toàn thôi. Nên nhiều khi mới vụ xả súng lên Breaking News mà nó nhiều, đồng ý xả súng là vấn đề của nước Mỹ, nhưng mà nó không phải là vấn đề đáng để mà nói quá nhiều, nói không đáng để nói ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Còn ngược lại là ở bên Trung Quốc thì container cán chết xe máy quá trời quá đất luôn, thì cái chuyện đó lại không có bên Mỹ. Còn nếu mà mấy nào chạy xe motorcycle quá mà nó bị đụng là xui, tai nạn nhiều khi nó hiếm hoi thôi. Em thắc mắc du thuyền năm sao sao không có wifi hả anh, mà anh lại mua hả anh, em không biết nên hỏi. Nó tóm lại ở Mỹ tất cả dịch vụ của Mỹ đều là separate, cái chữ mà tách biệt, cái chữ mà chia biệt riêng biệt ra đó, chứ nó không ít khi nào nó có cái couple free tất cả mọi thứ đó. Thì cái chuyện trên tàu chắc chắn là wifi không có rồi, trên tàu nó giống như trên máy bay vậy thôi. Mày đi máy bay có máy bay nó free wifi cho em không? Đó là phải hiểu, trên du thuyền giữa đại dương nè, giữa rừng nè, giữa không trung nè là không có wifi. Mà muốn có wifi là phải mua, vậy thôi. Mà mua wifi đi chăng nữa thì cái wifi cũng sẽ rất là yếu, đúng không? Cái wifi đủ để lướt gọi là lướt news đọc cho biết thôi, check email để làm công việc thôi. Chứ mà còn cái wifi mà để live stream là cái chuyện đó chưa có. Đó, thắc mắc của em thì cũng là thắc mắc của anh. Nhưng mà anh có thắc mắc lớn hơn em là như vậy. Tại sao bên Mỹ Elon Musk đã phủ sóng cái internet wifi rồi, cái vệ tinh wifi rồi, mà cái du thuyền này cũng là của Mỹ, tại sao nó không hợp tác với ông Elon Musk để nó lấy internet wifi, ủa lộn, lấy internet vệ tinh để cho cung cấp cho khách hàng đó? Thì cái vấn đề này anh đã hỏi một số người rồi, thì người ta nói chắc là có cung có cầu, cái nhu cầu người ta lên đây người ta không xài wifi cỡ đó, nên nó làm ra cái gói đó nó không có lời thì nó không làm. Thì cái đó anh cảm thấy nó cũng hợp lý, đúng không? Mang bao nhiêu càng con người ở đây, có những người này người kia, và có những người như anh cần wifi mạnh để live stream, và ngược lại có những người khác người ta cần wifi mạnh để tối người ta coi porn. Ví dụ như bây giờ bình thường bán cho cái gói wifi này là $210, thì bây giờ chơi wifi của ông Elon Musk đi bán $500, thằng nào mua được thì mua được thì thôi. Cái đó là cái thắc mắc của anh đó. Thì anh cũng mượn cái live stream này anh đưa cái thắc mắc của mình để cho mấy bạn ở bên Mỹ bằng hiểu về cái này, mấy anh chị em nào lớn tuổi có kinh nghiệm đi cruise đi này kia đó, hiểu về cái này để trả lời cho mình tăng thêm kiến thức. Mấy chứ nó vô lý chịu không nổi luôn. Cái vấn đề này thì em nói góc nhìn của em, vụ wifi có thể đúng có thể sai. Thì nói đi. Ở Mỹ em thấy cái nhu cầu người ta muốn đi du thuyền riêng, kiểu đi về trong ngày, hơn là đi dạng tập thể. Vì cái giá thuê riêng tuy em không biết, nhưng em thấy cặp gia đình này nọ kia công ăn lương thôi cũng mua được, cũng thuê riêng được một ngày để chở vợ con đi chơi. Nên góc nhìn của em về vụ wifi là nó tích hợp với từng cá nhân cho thuê con tàu nhỏ nhỏ, còn hơn là dạng đi tour sai bét. Nói gì sai nặng luôn. Thứ nhất là mấy cái tàu nhỏ nhỏ đi tour đi cập bờ, nó đi cập bờ thì không ke được với giữa đại dương. Và cái thứ hai nữa đó, em biết ở Mỹ này nó có bao nhiêu cái du thuyền mà năm sau kiểu bự chà bá lửa đâu, mà một cái du thuyền nó chở bao nhiêu khách mà nó chạy không nghỉ luôn, thì cái lượng khách người ta đi tới đây là bao nhiêu, làm sao mà mấy kia nó nhiều bằng được. Mà trong khi á, nếu mà mua gói wifi, ví dụ mua sỉ của ông Elon Musk đi, mà cắm cho từng cái thiết bị kia là bao nhiêu tiền, mà trên cái du thuyền này ví dụ như nó bự vậy cắm bằng 10 cái kia thôi là nó phủ sóng đủ rồi. Nên anh thấy cái này nó không có lý. Thứ nhất thực tế nó không đúng rồi, thứ hai về cái giá thành này nó anh cũng thấy không có lý. Còn mấy cái thuyền kia chủ yếu là đi ra ngoài rồi uống bia nhậu rồi gặp mỹ nữ lắc mông rồi các kiểu thôi, còn hình thức thứ hai đi câu cá này nọ thôi, chứ nó đâu có trải nghiệm được những dịch vụ giống như trên này. Cái này du thuyền đại dương, còn cái kia là cái gì, cái tàu cập bờ, không, cái này gọi là siêu du thuyền. Nó du thuyền là gì? Du thuyền là cái thuyền chạy được kêu là du thuyền. Thì cái du thuyền có những cái như cái boat nhỏ vậy đó. Như bạn ở Việt Nam bạn thấy cái du thuyền của FLC đó, cái du thuyền hình như là không biết có đấu giá không. Cái đó là cái du thuyền đó. Nhưng mà du thuyền đó nó nhỏ xíu à, nó chạy vòng vòng trong vịnh nhỏ nhỏ này nọ thôi. Chứ nó ra ngoài đại dương sóng lật đi luôn. Còn cái du thuyền mà mấy em thấy á, là ví dụ như mấy em ấy, ồ Nha Trang đã đón du thuyền này nọ kia, nó lên báo rất kinh nhiều luôn. Tức là một cái du thuyền ghé chỗ nào đó là cái chỗ đó rất là sướng. Nó ghé chỗ nào là chỗ đó rất là sướng, và những cái chỗ mà những người khách trên du thuyền đó
thường thường người ta không cần visa luôn, người ta không cần visa để vô nước luôn. Nó tại vì cái du thuyền đó là của những cái nước phát triển nó mới có, những nước nhà giàu nó mới có, thì những nước nhà giàu đó không hiểu, hiểu sao đó. Tức là cái người lên du thuyền á, người nó được verify, nó được guarantee rồi. Nó tóm lại là không có con nào cờ bắp mà đi du thuyền hết á, mà cũng có con nào nhà nghèo mà đi du thuyền hết, nói vậy đi. Thì cái việc mà đi vô cái, ví dụ như người ta ghé cái nước A, nước B, nước C nhỏ đó, ta vô một ngày hai ngày thì không có cần phải visa, như vậy thì người ta mới đi. Chứ còn bây giờ mà ví dụ như anh đi du thuyền đi, mà anh ghé mấy cái nước dọc nước gần Mỹ á, mỗi nước đòi visa kiểu thôi nhà ngủ. Nên tóm lại là cái vấn đề internet á, thì anh thấy Nguyễn Hoàng nó không chuẩn lắm, nó không hợp lý đó. Cái vụ du thuyền tư nhân à, thì em đi được tới đâu em không rành, có một thằng thuê thuyền tư nhân nó đi tới Tam Giác Quỷ một ngày làm vlog là có. Ủa thì kệ mẹ nó, mày ơi, đủ mày chơi mạo hiểm mày vô đây mày comment. Ủa mà ta chơi thứ nhất á, chơi có hai loại chơi an toàn khác chơi mạo hiểm. Bao nhiêu nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai, ông mới tự nhiên tôi nói cho bạn, kể bạn nghe, có mấy thằng vlog, mấy thằng youtuber nó tới cái chỗ mà Grand Canyon, mấy bạn lên Google bạn search đi, Grand Canyon là cái chỗ mà kỳ quan thiên nhiên của Mỹ á, nó nằm ở Arizona, chứ nó nằm ở nó nằm ở Arizona đó, chứ bên Nevada cũng có nữa. Nó tới nó quay video má, nó đứng ngay cái vực luôn đó, nó đứng ngay cái vực luôn, cái kênh đi nhầm là cái khe núi đúng không, cái khe núi mà giữa khe núi ta kêu là cái vực đúng không, đứng ngay mép nó quay chỗ đó, tôi đã đặt chân đến nơi này, xong rồi tự nhiên lúc đó là hát lên cho con câu mẹ nơi đây ra đi bao giờ chàng trai nó rớt chứ đi luôn. Mà cái video đó còn đó, video livestream thì còn mà người không còn. Nhưng mà em không thể nào lấy mấy cái mạo hiểm ra, mấy cái câu wheel ra để mà nói tới mấy cái mà nó mang tính chất thương mại, mấy cái mà người ta đàng hoàng, người ta gọi là người ta điềm đạm, người ta đi để người ta xếp, người ta trải nghiệm này nó kia nó khác. Ví dụ giờ em lấy cái du thuyền nhỏ xíu của em ra ngoài Tam Giác Quỷ, giữa chừng mẹ đụng cano khác chìm đó ai chịu. Để em nghiên cứu thêm cái vụ du thuyền tư nhân, chứ em thấy có kiểu ông youtuber hay lấy cái này ra khịa đẻo, thấy chưa, bên Mỹ người dân bình thường thôi cũng thuê được du thuyền đi chơi cuối tuần đồ, thì kệ mẹ nó, thì tao Việt Nam qua tao thuê cũng được vậy, mày chọc không, khịa cái gì, dịch vụ người ta làm ra mày vô mày mướn mày lấy cái gì mày tự hào.